ca sĩ Hoàng Thùy Linh kéo một phóng viên lên trước khán phòng họp báo để dạy về cách sống, chỉ vì người này đặt câu hỏi mà cô không thích. Trước đó, phóng viên này đặt hai câu hỏi. Một là về việc Hoàng Thùy Linh chuẩn bị cho khả năng hát live trong live show như thế nào. Không phải ngẫu nhiên mà câu hỏi này được tung ra. Lâu nay, khả năng hát live của Hoàng Thùy Linh là chủ đề từng gây tranh cãi. Và vì cô đang chuẩn bị tổ chức live show đầu tiên trong sự nghiệp Vietnamese Concert, câu hỏi này là cần thiết. Về câu hỏi này, Hoàng Thùy Linh không trả lời thẳng mà kể một câu chuyện ví von. Cô nói, may mắn là sinh ra chị biết đi, chị đi được. Không may ngày hôm đó trời mưa, chị bước ra ngoài thì có một đám người rất đông. Họ thấy chị trượt chân ngã. Họ bảo chị không biết đi. Vậy theo em chị có biết đi không? Phóng viên nói, dạ có. Hoàng Thùy Linh kết luận đó là câu trả lời cho câu hỏi chị có biết hát hay không. Câu trả lời này đưa ra một so sánh khập khiễng. Biết đi là bản năng của con người, nhưng biết hát là năng khiếu. Hát live tốt trên sân khấu còn là cấp độ rất cao của biết hát. Và trượt chân ngã chỉ là tai nạn vô tình, không thể so sánh với hát live không tốt do thiếu tập luyện hoặc năng khiếu. Biết đi chỉ là một hoạt động sống cơ bản của con người, nếu ai đó thiếu may mắn không thể đi được thì không ai có thể trách móc họ. Còn hát live tốt là chuyên môn nghề nghiệp của ca sĩ, là một trong những việc họ cần chịu trách nhiệm trước khán giả. Câu hỏi thứ hai là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sẽ đảm nhận vai trò gì trong concert này? Hoàng Thùy Linh trả lời rất dài nhưng không hề liên quan đến câu hỏi. Dường như cô cảnh giác khi người hỏi nhắc đến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, người từng có lùm xùm về đời tư. Hoàng Thùy Linh nói những câu như, chị cũng đàng hoàng mà em, chị không muốn nói đúng sai ở đây, chị nói về tình người với nhau thôi. Mọi thứ vận hành trong cuộc đời này là nhờ tình người. Tất cả những người có tài năng và đã ở cạnh chị những lúc khó khăn nhất thì chị nghĩ là mình chậm lại vài nhịp đi em, mình để người ta sống với. Phóng viên phân trần, thực ra em chỉ muốn hỏi cụ thể là giám đốc âm nhạc hay kỹ sư âm thanh thôi, chứ em không hỏi cái vấn đề kia. Hoàng Thùy Linh tiếp tục truy, vậy em định về giật title như thế nào? Sau đó, cô bất ngờ đi xuống khán phòng, kéo phóng viên này bước lên đứng trước tất cả mọi người và dạy thêm vài câu về cách sống. Sau khi hỏi tuổi phóng viên, Hoàng Thùy Linh nói, 30 tuổi cũng là cái ngưỡng mà nhiều điều sâu sắc nó trỗi dậy trong não mình mỗi lần mình đi ngủ đúng không? Dù bầu không khí không đến nỗi quá căng thẳng, người trong cuộc vẫn cười dù không rõ thoải mái hay ngượng nghịu. Nhưng nếu ngẫm về câu trả lời và cách trả lời của Hoàng Thùy Linh trước báo chí, nhiều người không thể không nghĩ đến hai chữ trịch thượng. Ông Nguyễn Ngọc Long, chuyên gia truyền thông xã hội, bình luận trên trang cá nhân. Đây là phần trả lời vòng vo khó hiểu tạo ra cảm giác trịch thượng, không có lợi cho hình ảnh một người nghệ sĩ trong mắt công chúng và đặc biệt là với giới truyền thông. Ông cho rằng Hoàng Thùy Linh đang rất nhạy cảm với cả chuyện hát live lẫn đời tư nên khi được hỏi, cô đã bộc lộ nỗi ám ảnh của mình, trong khi hoàn toàn có thể trả lời đơn giản và tích cực hơn.